là Trần Bích Hạnh và sinh năm 1987 để chúng ta tiện xưng hô. Đầu tiên là em xin giới thiệu về cái sản phẩm nghệ. Nghệ là, nghe đến nghệ là chúng ta biết là dành cho tệp khách hàng bị đau dạ dày đúng không? Thì đấy là cái sản phẩm mà 99% người dân Việt Nam có nhu cầu. Bởi vì cái tục lệ thích ăn đồ cay nóng thứ nhất. Cái thứ hai, thích ăn đồ nấu mềm. Nấu mềm. Cái thứ ba, thích ăn gỏi. Cái thứ tư, thích ăn đồ nhiều đạm. Đấy, và cái mà nó quyết định cái con số 99% những cái người có vấn đề về dạ dày tiêu hóa, đó là cái văn hóa bia rượu của chúng ta. Không chỉ đàn ông mà đàn bà, phụ nữ, kể cả những cái em thanh niên cấp 2, cấp 3, rồi đến cả chị em chúng ta cũng chả có ai là không biết uống bia rượu cả, đúng không nào? Đó. Và tiếp nữa là cái cuộc sống stress căng thẳng nó làm cho chúng ta đau dạ dày còn mạnh hơn là chúng ta uống bia rượu. Còn một cái quyết định tiếp tục nữa đó là việc lạm dụng kháng sinh. Khi lạm dụng kháng sinh cho bất cứ một cái bệnh gì, nhất là thế hệ 8X, 7X, chả có vấn đề gì cả, chỉ có hơi đau bụng lâm râm hoặc là đi vấp vào đâu đấy bị đau sốt lên tí, đều là ampicillin hết. Tức là ampicillin nó như là một cái thần dược mà hễ có một cái gì đấy là sẽ động đến nó, đúng không ạ? Không ampicillin thì sẽ đến tetracycline. Hai cái kháng sinh mạnh nhất và thuộc trong nhóm thuốc độc bảng A. Uống hai cái này vào ấy thì cái hệ vi sinh đường ruột ấy nó chết tiệt luôn. Kháng sinh như là một thằng lính mù, là cái lợi khuẩn hay là cái hại khuẩn thì nó đều diệt hết, miễn là virus vi khuẩn, nên cái hệ vi sinh trong đường ruột bị tiêu diệt hết, đúng không ạ? Khi cái hệ vi sinh trong ruột nó bị tiêu diệt hết ấy thì rất nhiều các vấn đề xảy ra. Thứ nhất là cái dịch vị axit dạ dày nó tăng lên quá mà mình hay bị bệnh trào ngược ấy, bị nôn chớ ói lên ấy, ợ lên thì nó sẽ kéo lên theo lên trên ruột non rồi lên theo ống thực quản đi ra ngoài. Thì cái lớp nhung mao ở bên trong đấy, mọi người hình dung ra là ai bị tạt axit ấy, cháy mặt rồi đúng không? Đó, thế rồi cái axit lactic nó vô cùng mạnh luôn. Axit lactic nó vô cùng mạnh bởi vì trong ruột chúng ta có cái lớp màng nhầy mucolin. Thì bây giờ nó đã bị chết lợi khuẩn rồi thì cái lớp màng nhầy nó không còn tác dụng. Hết tất cả cái lớp nhung mao bên trong ruột và những cái lớp nhầy bên trong ống thực quản bị axit nó đốt cháy hết luôn. Thế thì tại sao là chúng ta cứ bị dạ dày, bị mãi, bị không khỏi, và càng uống thuốc tây vào thì nó chỉ diệt được cái triệu chứng lúc đó, sau đó nó lại bị lại, đúng không ạ? Sau đó lại bị lại. Và người ta có thuốc nam, thuốc đông y. À thì đó chỉ là những cái biện pháp làm cho trung hòa cái dịch vị đó thôi. Sau khi mình dừng rồi, mình nghỉ hết cái đợt thuốc rồi, ta lại bị lại, đúng không ạ? Bởi vì nó không trị triệt để, không đi sâu vào trong từng tế bào để điều trị. Thế thì như khi nãy em Hạnh có chia sẻ, tại sao lại nhấn mạnh cái việc chú Điền là một trong 4 người đầu tiên của Việt Nam tìm ra cái cách hòa tan curcumin trong nước? Bởi vì curcumin hay là nói đến củ nghệ, ngay từ cái thời xa xưa khi ông bà ta chưa có một tí kiến thức khoa học nào, chưa biết một tí tí ti nào về khoa học công nghệ hay là về nano hay là về bất cứ một cái gì cả, ông bà chỉ biết là nếu bị đau dạ dày ấy thì ăn cái nghệ này vào nó sẽ ok, nó sẽ đỡ đau, đúng ạ? Nhưng phải ăn rất là nhiều, và cùng với cái việc chữa được cái dạ dày thì nó lại sinh ra bệnh khác, đó là bệnh gan, bệnh thận và bị tiết niệu, bị bàng quang, bị nóng trong, bị mụn nhọt, bị táo bón, vô cùng nhiều bệnh luôn. Và mọi người có nghe thì ai nói là ăn nghệ nhiều là bị vàng da không, đúng ạ? Đó chính là vì cái cách chế biến thô sơ ấy, cách chế biến thô sơ ấy nó không thể đi hết được, lấy hết được những cái dưỡng chất, mà thêm vào đó là nó hòa chung cả tạp chất. Trong củ nghệ nó còn nhựa nghệ, còn dầu nghệ, còn tinh bột nghệ, đó là những cái không tốt cho cơ thể. Vì sao em Hạnh nói không tốt cho cơ thể? Thì trong bài nghệ chúng ta sẽ học thật là kỹ, mọi người chỉ biết là nếu uống tinh bột nghệ không đúng thì còn tắc ruột nữa cơ, đúng không nào? Đó, thế thì khi mà các nhà khoa học của chúng ta phát hiện ra rằng trong củ nghệ chỉ có duy nhất thành phần curcumin là quý giá, nhưng cái curcumin này nó giống như cái khí trơ ấy, uống vào cơ thể hoặc là hòa ra trong nước nó không tan được. Không tan được ở trong môi trường nước thì trong môi trường dịch vị nó cũng không thể tan được. Đó, và vì thế mà lúc mà tìm ra cái cách làm sao để hấp thu được tốt nhất cái curcumin này, mọi người hình dung nhé,
trong củ nghệ nó chỉ có 0,03% là curcumin, tức là 10 tấn nghệ tươi, 10 tấn nghệ tươi thì cho ra được 3 kg curcumin. Mọi người nghe nhá, 10 tấn nghệ tươi cho ra được 3 kg curcumin. Và 1 tấn nghệ tươi hiện tại công ty Alphamex của chúng ta đang thu mua với giá là 9.000 đồng 1 kg. Mọi người có thể tính ngay ra 3 cân curcumin nguyên liệu là bao nhiêu tiền rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nào, thế thì đấy là nguyên liệu thôi nhá, còn chưa kể quá trình tách chiết sản xuất và nhân công các thứ để nó làm lên một cái thành phẩm như này. Rồi, và tiếp theo này, khi mà phát hiện ra cái curcumin như thế và khi tách chiết được ra như thế thì lại phải tìm cách để nano hóa nó. Thì chú Điền chú tìm ra được cái, và hiện tại bây giờ cái công nghệ mà để bào chế ra ấy, thì ở Viện Hàn Lâm hay là nói ở Việt Nam của chúng ta, hay mà nói một cách khác là ở Đông Nam Á của chúng ta, thì có cái bộ máy tách chiết ấy, bộ mà gọi là máy ly tâm ấy, của cô Nga, của chú Điền, hay là bây giờ anh Trung của chúng ta đang trực tiếp quản lý, nó là hiện đại nhất, cho nên nó tách chiết được kích thước siêu siêu nhỏ. Mọi người hình dung này, cái sợi tóc của chúng ta như này nhá, đã là nhỏ đúng không, tóc rất nhỏ đúng không, thì nó bằng 1/900 lần sợi tóc, 1/900 lần sợi tóc, tức là mắt thường không thể nhìn thấy được, cho nên là nó có khả năng hòa tan được trong nước. Và cái điều đặc biệt nữa mà tại sao bây giờ tất cả cả thế giới đều hướng về cái công nghệ nano, cái gì cũng quảng cáo nano đúng không ạ, thậm chí cả nano bạc, nano vàng, cái gì nữa nhỉ, nano, quá nhiều thứ nano ấy, thậm chí cả sơn nano đúng không ạ. Thế thì bởi vì như này nhá, cái nano nó có khả năng thẩm thấu vô cùng tốt. Nếu như nano curcumin thì nó ngấm vào mạch máu của chúng ta, chứ nó không thấm vào cái thành mạch và cái niêm mạc gì cả. Mọi người nghe nhá, đó là cái điều mà nó sẽ quyết định sau này về cái vấn đề điều trị u và hỗ trợ teo nhỏ khối u ung thư, bởi vì nó ngấm vào mạch máu và nó cũng là cái quyết định làm sạch mỡ máu cho chúng ta. Đó, mọi người, khi mọi người hiểu được cái vấn đề ngay từ đầu là cái nano curcumin nó không ngấm vào niêm mạc mà nó đi thẳng vào mạch máu, thì sẽ giải quyết được rất nhiều những cái khúc mắc sau này khi chúng ta học về sản phẩm nha. Đó, thế thì ở đây chúng ta đã biết được rằng cái sản phẩm của chúng ta là cái sản phẩm đang có kích thước nhỏ nhất Việt Nam. Nói thế thôi cho mọi người dễ hiểu, không cần so sánh với thế giới làm gì. Từ em bé, nếu như là nghệ viên thì lúc nào uống được viên thì uống nhé, như từ 2 tuổi. Cái này thì người ta khuyến cáo là từ 5 tuổi hãy cho uống, bởi vì uống bé quá uống bị nghẹn, bị hóc, đúng không ạ? Thì cái nghệ nước này từ 2 tuổi uống được. Trừ bà bầu, trừ đang mang bầu ra, bởi vì làm sao? Các nhà khoa học ấy thì tất cả mọi thứ đều phải hiện thực hóa bằng đề tài. Mọi người dung không ạ? Cho nên là chúng ta khi mà các nhà khoa học chưa có bất cứ một cái đề tài nào nghiên cứu rằng phụ nữ có thai uống được tốt, nó không ảnh hưởng đến nhau thai, không ảnh hưởng, nó không đi qua cuống rốn, nó vào thai nhi, thì ok chúng ta uống. Nhưng bây giờ chưa có một cái đề tài nào, chưa có một cái nghiên cứu nào là phụ nữ mang thai dùng mà không ảnh hưởng gì. Sau sinh, sạch sản dịch một cái, chén tuột tuột luôn. Mọi người hình dung nhá, 10 tấn nghệ tươi thì được 3 kg curcumin. Thì ở đây của chúng ta nghệ hàm lượng 9.000 mg. Nghệ của chúng ta hàm lượng 9.000 mg, tức là trong 50 ml nghệ này có 9.000 mg nghệ là nghệ nano ấy. Hay là nói cách khác là trong 50 g curcumin nano, 50 g nhá, thì chúng ta 50 g của cái hộp này thì chúng ta có 9 phần. Đó, 9 phần của nó tức là 4 chia 4/5 ấy là nghệ. Mọi người hình dung không ạ? Hàm lượng rất là cao. Thế thì mỗi một ngày các chị em thay vì ăn nghệ, ăn rang gừng hoặc là nghệ rang thịt, thì chúng ta chỉ cần uống 1 ml này thôi. 1 ml này thôi là nó đã gấp bao nhiêu lần rồi. Cái này chúng ta có thể tính được ở trên cái nghệ tươi nhá. Nghệ tươi thì một củ nghệ tươi là được 0,03 curcumin đúng không? Mà chưa chắc đã thấm, mọi người. Khi qua quá trình nấu nướng này, là cái curcumin đấy nó đã bị chết.
Mọi người hình dung ạ, cái curcumin này nó không tồn tại được ở cái lửa quá 40 độ, 40 độ C, ở nhiệt độ 40 độ C. Bởi vì khi tách chiết là phải dùng cái máy ở ba, lúc nào cũng tồn tại ở 30 độ C mà. Và cái mục đích sử dụng cũng rất lớn. Thứ nhất nha, cho những người có vấn đề về dạ dày, tiêu hóa, trào ngược này, viêm hang vị này, viêm loét dạ dày, viêm niêm mạc dạ dày vân vân, hay là đại tràng, hay là hành tá tràng, hay là viêm thượng vị, hạ vị, bờ cong nhỏ vân vân, tất cả đều sử dụng được nghệ hết. Cái thứ hai là sử dụng cho chị em phụ nữ sau sinh, giống như em vừa nói, như là để bổ máu này. Cái thứ hai là trị nám từ bên trong. Bởi vì là quá trình mang thai chúng ta bị rối loạn nội tiết tố ấy, thì rất là nhiều hắc sắc tố ra nó tụ hết trên mặt của chúng ta ấy, và trong người người mình đen xì xì nữa, người thâm toàn thân nữa, đúng không ạ? Thế thì mình uống cái nghệ này vào để nó làm tăng sinh hồng cầu, và cái hồng cầu dưới da của chúng ta nếu mà nó sáng lên thì nó sẽ làm cho da chúng ta hồng hào lên và trắng đẹp lên. Bởi vì trong nghệ có glutathione, mọi người cái điều này hoàn toàn sẽ có tài liệu cho mọi người đọc nha. Trong nghệ có glutathione, nó sẽ làm cho cái hắc sắc tố melanin dưới da là mờ đi. Và đấy là cái điều mà chúng ta có thể bán để tư vấn với những chị em thích trị nám bằng nghệ, mọi người nha, khi uống cái, với cái liều uống ấy. Đó, tiếp tục là bởi vì cái nghệ của chúng ta nó đi qua mạch máu, cho nên là cái việc điều trị mỡ máu hay là làm cho những cái người mà bị tiểu đường type 2 ấy, cái đường huyết lên quá cao ấy, thì cái nghệ này đều sử dụng được. Và những người bị men gan cao, xơ gan, chức năng gan kém đều có thể sử dụng nghệ của chúng ta được. Đó, có riêng một bài về nghệ điều trị cho bệnh gan nhá. Từ em bé 2 tuổi đến người lớn, người già, trừ bà bầu. Còn các cụ thì uống nghệ thì quá tốt rồi. Uống nghệ này mà cho một chút mật ong vào uống vào thì cái họng quá tốt luôn, không bị đau họng, không bị viêm họng gì luôn. Đó.